Ngày 13 tháng 5 năm 2023, nhằm ngày 24 tháng 3 năm Quý Mão, tại văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 102 Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức phiên họp mở rộng toàn Ban trị sự triển khai các hoạt động quan trọng quý 2. Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chủ trì phiên họp. Phiên họp nhằm báo cáo tổng hợp công tác triển khai tổ chức Phật đản và an cư các huyện, thị, thành phố, dự kiến kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính giáo hội, ấn định thời gian tổ chức đại giới đàn Minh Nguyệt để xin phép Trung ương giáo hội và chính quyền và một số nội dung quan trọng khác. Theo đó, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính giáo hội dự kiến tổ chức từ ngày 27 đến 29 tháng 6, nhằm ngày 10 đến 12 tháng 5 năm Quý Mão, tại văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, chùa Từ Quang. Ban trị sự thành phố, huyện thị tổ chức tuần lễ Phật đản trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4 Quý Mão. Về khóa an cư, Ban trị sự các huyện thị thành phố đã thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức từ ngày 16 tháng 4 âm lịch, riêng huyện Long Điền an cư từ ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch, huyện Đất Đỏ 12 tháng 4 âm lịch. Chư Tôn Đức cũng đã đóng góp ý kiến tích cực cho buổi họp thêm hoàn mỹ. Buổi họp được khép lại dưới sự đúc kết của Hòa thượng trưởng ban.